Tôi sẽ cho cậu một số tiền, và kể từ nay cậu không được mạn phép vào con gái tôi nữa. Đi về. Ba, sao ba đến quá hả? Ba. Anh sang. Em đi về với ba em đi. Có bao giờ mà em ấy thể hiện ra là mình đang mệt mỏi không? Chưa bao giờ. Bởi chính vì vậy anh mới là người nể phục mà xin tiền. Hôm nay xỉu thì ngày mai đi hát từ thiện chung với anh ở Đồng Nai. Vẫn đi. Vẫn đi. Nhưng mà sáng là Mai Xuân Thi sức khỏe không được tốt, Mai Xuân Thi không đi. 4 giờ chiều á, là tụi anh chuẩn bị để hát là Mai Xuân Thi đã đến rồi. Đã đến đó rồi. Bắt xe ôm từ Sài Gòn ra đến Đồng Nai. Lần Thi là từ bỏ cái giống như là từ bỏ cái bệnh của mình là buông trôi, là không cần chữa trị nữa. Vậy ha. Đó, tâm sự với anh xong anh cũng khuyên à, thôi bây giờ em cố gắng lên đi, chứ em còn một ngày để sống thì em cứ sống, đến khi nào cuối cùng thì bạn biết được. Bạn có biết tại sao lúc đó bạn từ bỏ không? Vì đau hay là vì không có đủ kinh phí hay là sao? Thứ nhất là không đủ kinh phí, với này là bệnh càng ngày càng tái phát. Lúc trước á, thì lúc em xỉu em tỉnh dậy thì em thấy em bất lực lắm, em không làm được gì hết. Rồi có đôi ba lần em cũng định nghỉ hát ở nhà luôn. Nghỉ hát thì lại không đủ tiền để uống thuốc. Thì cứ đi hát rồi hàng ngày đứng trên sân khấu lại càng tạo cho em một cái tạng, đà tạng. Nó vững hơn. Rồi mà em tính chữa bệnh như thế nào? Em định là em sẽ cứ diễn kiếm tiền để dành tiền đó, và đủ số tiền em phẫu thuật xong em mau chóng hết bệnh quay lại. Đang có bao nhiêu tiền hiện tại? Thì em chỉ có khoảng 20% của số tiền dự định. Thu nhập của em một tháng là bao nhiêu? Thu nhập của em một tháng là khoảng 10 mấy triệu, mà vào đó tiền thuốc với xạ trị là khoảng hơn 10 triệu. Nếu như vậy thì chờ có thể khá lâu rồi. Mẹ em có nói là mẹ em làm công nhân, mẹ làm 10 năm rồi. Sau khi mà mẹ nghỉ làm thì lãnh được một cái chế độ bảo hiểm. Mẹ chế độ bảo hiểm đó thì cũng 80 mấy triệu. Mẹ sẽ dành để cho em phẫu thuật. Sắp tới đây thì em nghĩ là trong vài tháng nữa là em được làm được ca phẫu thuật thì em sẽ không còn sống lâu nữa. Vậy còn dự định trong nghề của em thì em sẽ dự định tiếp theo như thế nào? Sắp tới nếu mà ca phẫu thuật của em bắt đầu thì em phải nghỉ một tháng. Xong sau đó em sẽ tập luyện sức khỏe trở lại, quay lại với công việc sớm. Chắc là chị bắt đầu hiểu được cảm xúc của những người nghệ sĩ mà làm việc chung với em á. Em, bản thân em nghĩ như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Tại vì từ hôn nhân tan vỡ của ba em, có bao giờ em sợ đi vào vết xe đổ đó không? Em vẫn muốn có một cái tình yêu chứ, ai cũng phải cần có một cái tình cảm đó. Nhưng mà thời điểm này thì em cảm thấy là chưa đúng lúc. Em chỉ sợ tiến tới hôn nhân với một người bạn đời của em, mà người đó phải gánh nặng cái bệnh của em. Trong đoạn clip á, ba em có những cái trăn trở, em có thấy lạ không? Những cái suy nghĩ mà chắc là chưa bao giờ nói cho em nghe hả? Ví dụ như viết những cái kịch xong nghĩ tới em, xong rồi khóc không viết được nữa. Có bao giờ ba nói mấy chuyện đó với em chưa? Ba không có nói, nhưng mà em nghĩ là ba có. Tại vì những cái kịch bản ba viết ra em cũng coi vài tập thì thấy nó cũng có trùng với cái số phận của em. Ba chia sẻ là ba đau khi mà em đi làm thêm á, đi bán vé số rồi nọ, thì em nghĩ sao? Em nghĩ cái đó thì cũng là một cái để em trưởng thành, để cho ba em cảm thấy là an tâm hơn đối với con mình. Có bao giờ em giận ba mình không? Không lo cho mình? Lúc em còn nhỏ thì em tự hỏi tại sao ba mẹ lại ở xa em như vậy, rồi tại sao lại ba lại đi hát mà bỏ mẹ em như vậy. Lớn lên rồi tự em nhận thấy là ba đi hát mới kiếm tiền được, rồi mới cũng có thể nuôi em lớn lên được. Và cái cuộc sống của ba sau này là tại dựa vào nghề hát nên em mới có được ngày hôm nay. Ước mơ của em sau khi phẫu thuật, em đi hát kiếm tiền để xây lại căn nhà đó cho ba. Em có nghĩ là có một cái lời nói gì đó ấp ủ mà em cũng chưa từng bao giờ nói với ba mình,
Nếu mà có được ba ở đây, hiện tại ở đây, em vô ôm ba thật chặt và em nói là cảm ơn ba đã sinh ra con, cảm ơn ba đã đặt con ở trong cái nôi của ngành nghệ thuật ca hát từ nhỏ, cảm ơn tất cả những gì mà ba đã cho con, em cảm thấy em hạnh phúc lắm. Và em có muốn gặp người ấy lúc này không? Chị thấy em đang tìm à? Em đang tìm ba em ở đây. Em nghĩ là ba em có mặt ở đây không? Có. Em nghe cảm giác rất là gần. Dạ. Ba đừng có khóc. Nước mắt của cha chỉ rơi xuống khi nhìn thấy con hạnh phúc. Chứ cha đừng có khóc. Cha ngồi đi cha. Dạ rồi. Bây giờ thì chú gỡ tai nghe là được rồi. Ngày hôm nay cha thấy con rất là cứng cáp, trưởng thành, và có món quà để tặng cho con. Dạ. Ngày mai con nghĩ là cha cho con một bài hát hoặc là một kịch bản mới. Đúng, mà cha biết gọi là Donny đóng giày, biết theo cách hát của con. Tí nữa về thì cha sẽ gửi cái bài hát mà cha đã viết cho con. Bây giờ con xin dừng lại cái khoảnh khắc cho hai cha con tâm sự. Hẹn ngày mai chúng ta sẽ có những cái hoạt động tiếp theo nữa được không ạ? Ai đây? Thì đó. Bắt đầu một ngày mới, chương trình đã chuẩn bị sẵn một món quà tinh thần dành cho Xuân Thi và cha. Chú ạ. Em. Dạ, con với bên ekip mà chuẩn bị sẵn sàng để cho chú với em đi thu âm rồi đó. Hôm qua thì là dự định hôm nay đi thu âm với Thi, nhưng mà hôm nay sức khỏe yếu quá. Sao rồi em? Sao hôm qua thấy đang khỏe rồi mà sáng nay lại bị? Là do thuốc hay là do sao? Do thuốc một phần, mà lại em đi cả ngày cho nên bây giờ người em mệt, tim em đập. Mình có hay gặp tình trạng như vậy không? Dạ nhiều lần. Cũng không phải là đột nhiên chuyển biến xấu đúng không? Nhưng mà thường mỗi lần bị như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu em sẽ khỏe lại? 1-2 ngày. Wow. Em có còn gì lo lắng không? Mình tâm sự với chị thử. Em không có lo, mà ngày hôm nay sức khỏe em không được tốt để đi với đoàn nên cảm thấy hơi áy náy. Đâu có gì đâu áy náy, thật sự là bản thân chị còn áy náy nữa. Tại vì chỉ sợ là sức khỏe của Thi yếu đi, chứ còn việc đi thu âm thì lúc nào mình cũng đi làm được mà ha. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ hát bài gì rồi chú? Này chú, đây là cái bài tên cổ mà cha viết để tặng cho con. Đó là Nỗi lòng của cha. Bài này thì đúng lý ra thì hai cha con mình hát, nhưng mà hôm nay vì điều kiện sức khỏe của con cho nên thôi, bây giờ cha hát ngâm nga qua một lần cho con nghe. Nói những niềm sâu kinh, ngài nhận được tin con bị căn bệnh ung thư. Cha nghe như sét đánh ngang tay, cha đau đớn tột cùng đêm ngày lo
thầm nguyện giả như căn bệnh quái ác kia để cho cha gánh thế. Trả lại cho con gái của cha thời xuân sắc được vui thỏa an lành. Cha vẫn hằng mong nhìn con trẻ vui cười, thì dẫu có thoát đi cha cũng đành cam chịu. Con khỏi bệnh tình sống mạnh khỏe như người ta, con nghe qua tâm sự mà lòng con quá thương. Ôi mối thâm tình của đấng sinh thành, lòng cha như căn bệnh quái ác kia ngăn cản cuộc đời, xin cha hãy cứ an lòng, tuy con mang bệnh nhưng lòng đam mê hát ca công hiến cho đời, con xin dâng hết kiếp tầm nhã tơ. Đúng tâm trạng con ha. Dạ. Nếu mà sức khỏe con tốt á thì hôm nay đi vô phòng thu âm bài này thì chắc chắn là sẽ hay. Nhưng mà vì điều kiện lý do con sức khỏe con yếu quá cho nên thôi cha chỉ hát vậy để cho con nghe qua bài này, nhưng mà cha nghĩ là bài nè tên cổ này sẽ có một ngày nào đó cha con mình sẽ hát với nhau để làm một cái kỷ niệm. Chị đừng có khóc. Cha để cái kịch bản này ra đây cho con. Dạ. Yeah. Con cố gắng lên ha. Thuốc men rồi cũng gìn giữ sức khỏe. Cha phải về lại Hậu Giang. Có một số công việc. Rồi sau đó cha sẽ sắp xếp trở lên với con sau. Dạ. Yeah. Bây giờ thì chắc chắn là Lan Trinh sẽ nghe theo lời của Thi và sẽ không khóc nữa. Mà chúng ta sẽ tin là sức khỏe của Thi sẽ khỏe hơn. Và hai cha con có thể được gặp lại, có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Và có nhiều hơn nữa những cái sản phẩm, những cái tác phẩm âm nhạc chung với nhau, chứ không phải là một bài hát này. Và thay mặt chương trình cũng như là thay mặt tất cả những người kết nối từ khán giả nữa, chúc là Thi sẽ khỏe lại nha. Hình ảnh của em mà như ngày hôm qua rất là sinh động, rất là dễ thương, và chị hy vọng là sẽ nhìn thấy em nhiều nhiều trên các sân khấu lớn. Rồi, dạ con chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Con mong là chú sẽ sắp xếp nhiều thời gian để đến để chơi và chăm sóc cho em ạ. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn chương trình.